Cửa hàng đồ cũ châu Âu Mr. Tâm xin kính chào các bác. Và ngày hôm nay em xin giới thiệu với các bác bộ đôi đồng hồ treo tương thun ba. Và đây là hai chiếc đồng hồ khá hiếm gặp, sở hữu kiểu dáng độc đáo, sang trọng. Và cả hai chiếc đồng hồ này đến từ thương hiệu Odo và Caret. Đây các bác, mẫu đầu tiên là mẫu đồng hồ Odo 30. Và mẫu tiếp theo là mẫu đồng hồ Caret. Và cả hai chiếc đồng hồ này đều được sản xuất năm 1940, made in France tại Pháp. Sơ lược tổng quan về cả hai chiếc đồng hồ này, sở hữu kiểu dáng cực kỳ bắt mắt. Chiếc đồng hồ thuộc dòng hiếm gặp của hai hãng này. Và đầu tiên thì đến mẫu đồng hồ Odo 30. Với kích thước tổng thể với chiều cao là 62cm, bề ngang là 45cm, bề dày là 17cm. Về máy móc thì chiếc đồng hồ sở hữu máy chính hãng Odo, 3 vách thở chuyên kim, sở hữu 6 gông, 8 búa, gông lồng máng, bài nhạc Westminster. Một chiếc đồng hồ đến từ một thương hiệu khá lớn, rất nổi tiếng của Pháp là Odo. Với phần kiểu dáng độc đáo, sở hữu một tông màu nâu sáng rất là đẹp, kiểu dáng thùng ba sang trọng cứng cáp. Đây các bác, rất đẹp. Phần ngoại thất của chiếc đồng hồ này nổi bật nhất là hai phần hoa văn được đục đẽo ở hai bên. Những hoa văn chi tiết này được đục đẽo thủ công bằng tay, rất đẹp các bác. Và cái phần kiểu dáng này làm cho chiếc đồng hồ này khá là nổi bật. Phần kính để thấy được quả lắc bên trong là kính có hoa văn được chán gương, đây, tạo hình rất là đẹp. Và đặc biệt ở mẫu Odo 30 này, sổ phần quả lắc được làm bằng chất liệu gỗ. Rất hiếm gặp các bác một chiếc đồng hồ Odo như thế này, một chiếc quả lắc làm bằng chất liệu gỗ khá độc đáo. Và phần tay nắm cũng được tạo hình khá là nổi bật, tạo hình rất là đẹp. Bây giờ em sẽ vào phần nội thất bên trong của chiếc đồng hồ. Đây các bác, đây phần bên trong của chiếc đồng hồ. Đầu tiên là ở phần cửa của chiếc đồng hồ này làm bằng gỗ thật rất là dày, rất là chắc chắn. Đây các bạn, rất dày luôn, rất cứng cáp. Đầu tiên là ở phần mặt số của chiếc đồng hồ này bao gồm là 12 chữ số học trò màu đen nổi bật trên cái nền màu tối vàng này, rất là đẹp. Phần lồng giữa được màu xám rất là sang. Và phía dưới ở phần kim này dòng chữ sản xuất tại Pháp, được độc đáo các bác. Kim cũng là kim hoa văn các bác. Đây, đây kim hoa văn rất sang. Và phía dưới là chiếc quả lắc được làm bằng chất liệu gỗ, rất là dày, là gỗ thật các bác. Phía bên đây là chỗ để chìa khóa lên dây của chiếc đồng hồ. Và đặc biệt hơn thì ở phần vách, những đường vân gỗ ẩn nổi khá là đẹp. Các bác mở cửa ra, những đường vân gỗ này sẽ làm cái phần nội thất bên trong sáng hơn, sang hơn và đẹp hơn. Bây giờ em sẽ cho các bác nghe tiếng chuông của chiếc đồng hồ Odo 30. Đây các bác.
30 với phần quả lắc làm bằng chiếc rìu gỗ với phần thun hiếm gặp như thế này thì ở cửa hàng chúng em đang được bán với mức giá là 10.500.000. Một giá rất mềm để các bác thử một chiếc đồng hồ có kiểu dáng sang trọng với một thương hiệu lớn của Pháp là thương hiệu Odo. Và mẫu tiếp theo là mẫu đồng hồ đến từ thương hiệu Caret. Đây cũng là một dòng khá là hiếm gặp của hãng Caret. Số kích thước tổng thể với chiều cao là 65 cm, bề ngang là 43,2 cm, bề dày là 17 cm. Và máy móc thì chiếc đồng hồ sở hữu máy chính hãng Caret, 3 vách thở được làm bằng chất liệu đồng, 8 đồng đồng, 1 bài nhạc. Nhìn tổng quan của chiếc đồng hồ Caret này thì đầu tiên các bạn sẽ thấy được phần thùng, phần ngoại thất bên ngoài của nó rất là hào nhoáng, những hoa văn chi tiết được đục đẽo rất là dày, rất là tỉ mỉ. Các bạn nhìn từ xa vào rất đẹp, đồng thời được trang bị là phần kính rào để thấy được quả lắc bên trong với 7 mặt kính được ráp lại với nhau, đường chỉ kim loại. Và phần kính giữa này là kính được mài giác cạnh rất là sang trọng. Các bác đứng nhìn trực diện vào phần ngoại lắc này thì phần ngoại lắc bên trong là chất liệu mạ rơm sẽ tạo hiệu ứng ở phần kính này rất là đẹp. Và ở thùng này thì sẽ có đây, gọi là chiếc đuôi khá là hiếm gặp, chiếc đồng hồ thông bè của thương hiệu Caret. Chi tiết này đục đẽo rất là tỉ mỉ luôn các bác, rất sang trọng, rất đẹp. Đặc biệt thì chiếc đồng hồ này được cấu tạo bằng lớp gỗ thịt rất là dày, rất cứng cáp. Phần tay nắm chất liệu đồng, đồng mạ rơm đẹp. Bây giờ em sẽ vào phần nội thất bên trong của chiếc đồng hồ. Đây các bác, đầu tiên là ở phần cửa rất dày các bác, rất là dày luôn, rất là đẹp chắc chắn. Đầu tiên là ở phần mặt số chiếc đồng hồ này rất ấn tượng các bác, sở hữu là 12 chữ số học tròn màu đen bực trên nền phối bằng này. Đặc biệt thì ở mặt phần mặt số viền ở ngoài là những chữ số hiển thị giờ và buổi chiều, đây các bác, 13, 14, 15 cho đến 24 giờ, rất độc đáo các bác, rất đẹp các bác. Phần quả lắc của chiếc đồng hồ này được trang bị là phần quả lắc bát giác mạ rơm. Ở đây là chỗ để chìa khóa lên dây. Chiếc đồng hồ này thì sở hữu là 8 đồng đồng, âm thanh cực hay luôn các bác. Bây giờ em sẽ cho các bác nghe tiếng chuông của chiếc đồng hồ này.
và chiếc đồng hồ thùng bè đến từ thương hiệu Carret với phần thô sang trọng, đeo thủ công bằng tay. Gỗ thịt ở cửa hàng của em đang được bán với mức giá là 9 triệu. Hai chiếc đồng hồ này đều sở hữu những mức giá khá là mềm để các bạn có thể sở hữu những chiếc đồng hồ sang trọng độc đáo, đặc biệt thuộc dòng hiếm gặp đến từ hai thương hiệu lớn là Odo và Carret. Với hai mức giá em vừa báo với các bác thì ở cửa hàng chúng em sẽ bao ship toàn quốc, đồng thời bảo hành 2 năm về máy móc tại cửa hàng cho các bác. Và các bác nào quan tâm muốn sở hữu ngay một trong hai chiếc đồng hồ này thì hãy liên hệ ngay với em đến số hotline 0909255303 hoặc 0909255303. Hoặc các bác đến địa chỉ của em ở số 280C Phạm Thế Hiển, phường 3, quận 8 để xem trực tiếp một trong hai chiếc đồng hồ này. Và cảm ơn các bác đã xem video, các bác nhấn nút like và đăng ký kênh để ủng hộ kênh mình phát triển và để làm thêm nhiều những clip hay hơn các bác xem. Cảm ơn các bác.